tiền, bao nhiêu tiền? 100. Bao nhiêu cơ? 150. Bao nhiêu? 200. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Quân Rờ đây các bạn ơi. Và trong video đợt trước các bạn thì mình đang được các bạn ủng hộ rất là nhiều với sự con. Và ngày hôm nay thì mình đang tới cho các bạn với một con unit có thể lên tới trị giá 20k, 30k, 40k và 50k Robux với một con thôi các bạn. Thì nói chung là mình nói cho liên thuyên la thoa vậy thôi, chứ thật sự ra nó cũng khá là rẻ ha các bạn ơi. Đây chính là con Titan ngày hôm nay của chúng ta, Sona Titan Sniper Godly với level 25k các bạn ạ. À lộn, level 25 thôi, không phải 25k ha. Rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ có thể speedrun trong chế độ Insane của Security Toilet hay không các bạn ạ. Security Dump, yeah. Và ngày hôm nay thì đội hình mình mang theo là con Sona nè, con Sandstick, con Clockman và Bazooka. Thì mấy con này mình cầm theo để mình đép đầu thôi các bạn ơi. Rồi, trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên là những đăng ký vì nó miễn phí ha. Và các bạn muốn sở hữu những cái con mà mình đang chơi ở trên đây á, thì các bạn cũng đừng quên yêu xuống phía dưới phần bình luận của mình. Mình có để một cái đường link cho các bạn tham khảo tất cả mọi dịch vụ, thậm chí được rằng mình có thể tự tin nói rằng có thể mình là rẻ nhất thị trường rồi đó. À giờ anh em thì vào mà ủng hộ mình đi nha. Rồi các bạn ơi, let's go thôi. Ok các bạn ơi, và bây giờ thì chúng ta lại chơi lại một cái map mới mang tên Toilet Town ha. À, thực chất ra nó cũng không phải là map mới đâu các bạn, mà này là map cũ vãi cái chữ đó rồi. Rồi xây ra hai con này để mình có thể đép đầu ha các bạn ơi. Auto skip, người đàn ông thực thụ chúng ta phải chơi auto skip các bạn. Rồi ok, và đối với những cái con này các bạn thì ban đầu là mình nghĩ là lúc nãy là mình tính là xây mình không xây nhiều con DJ này đâu các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ là xây con DJ thì nó sẽ giúp cho mình đép đầu khá là ok ha. Rồi ok, và bây giờ thì để mình xem coi là khoảng thời gian đầu thì mình nghĩ là nếu mà nó có lọt á thì nó sẽ không lọt quá nhiều đâu ha. 100 tiền để xây một con Bazooka đặt ở đây để cho nó bắn thì tôi thấy nó cũng ok. Rồi thôi, coi như là anh em mình sẽ chấp nhận cái round đấu đầu tiên để mình có thể cho mấy con quỷ này nó lọt lọt ha các bạn ơi. Oh my god, mình nghĩ là nó không lọt quá là nhiều đâu, mà nếu như mà nó lọt quá là nhiều thì coi như là cái đó là anh em mình xui xẻo đi ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 trời ơi, 9 con. Ây da, mình nhức cái đầu quá đẹp ơi. Rồi, quăng một con Bazooka ra đây để cho nó đép ha. Mình mong là nó có thể đép được tới khi mà mình có thể xây ra bất kỳ một con Sona Titan nào hết các bạn à. Ui, khó thế. Sao game làm khó nhau thế. 200. Rồi, ok, 200. Rồi, ok bạn ơi, up lên cho nó đép ha. Ồ, cái con này, cái con này mình up lên nó có 200 mà tại sao mình lại không up nha. Ui ngu, công nhận là mấy cái thằng như mình á vậy mà nó cũng không suy nghĩ được hả, nó ngu quá thiệt sự luôn. Rồi con này là cỡ khoảng 600 á. Rồi các bạn ơi, và hiện tại thì bên chỗ mình nó đang mưa các bạn, cho nên là nếu mà các bạn nào mà nghe được cái tiếng đùng của mình thì các bạn cũng đừng quên là đừng có chửi tôi nha, chứ không biết là tôi không biết thiệt là nó có nghe tiếng đùng đâu nha. Trời ơi, vừa mới nói cái sấm sét nó giật cho con cái chết luôn các bạn. Con này thì các bạn chỉ xây được khoảng 3 con thôi, và hai con DJ này của mình thì mình nghĩ nó sẽ đép khá là tốt trong khoảng thời gian đầu đó các bạn, bởi vì mình đã up lên rồi ha. Ui sao mấy con này nó lại gụp nhìn buồn cười vậy nè. Rồi ok, up cái con này lên nè. Đó, rồi đép khá ngon rồi đó. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hả nâng cấp những cái con farm tiền này lên một cái cấp độ mà hả bá đạo nhất luôn nha các bạn. À là không ai có thể cản bước được Quân nè. Ui sao mấy con quỷ này nó trâu dữ vậy. Trời ơi 9000 mấy máu, chết rồi, không ổn rồi. Bây giờ mình phải xây ra được cái con Sona nè. Sona let's go. Oh my god. Ủa mà sao đánh chậm như vậy. Trời ơi. Oh my god các bạn, nó đấm cái con kia một cái chết luôn kìa. Mà mày ảo thật đấy, mày ảo thôi đây. Trời ơi đúng là giống dạng như kiểu là các bạn chỉ cần bay to win thôi là các bạn cũng đủ thắng rồi các bạn nè. Mày đam nó tận 10.000 đam mà tốc độ đánh nó chỉ với 5 giây một lần đánh mà nó có khả năng đánh lan. Các bạn nghe rõ nha, khả năng đánh lan nha. Và các bạn phải hiểu rằng là đây là mấy cái con mạnh nhất ha. Và mình thấy nó có một cái được các bạn thấy không, nó có cái chữ sniper này các bạn. Ừ sniper này nè. Thì cái chữ sniper này là một trong những cái chữ mà nó búp các bạn. Thì tí nữa mình sẽ cho ra các bạn coi ha. Thì đây là cái chữ nó có khả năng tăng tầm đánh. Ừ các bạn thấy là cái dòng đánh rất là to đúng không đó. Cái khả năng của nó là nó sẽ tăng tầm đánh nha các bạn ơi.
Rồi ok, và bây giờ thì cái con này là mình nghĩ mình có thể đếp được tới quay mười mấy luôn ha. Và nhà mình chỉ còn với 160 máu thôi các bạn. Mà đâu biết là mình có đếp đỏ hay không. Rồi úp cái con này lên trước đi, không biết là mình có nên xây thêm một con nữa hay không thì không biết nữa các bạn ơi. Rồi ok ha. Mày hả mày, mày lóc chóc với hả? Anh mày hả mày, mày lóc chóc với anh mày hả mày. Rồi 350 hả, 350 1000. Rồi úp con này lên nào. Nếu như mà cái con Sona này mà hồi nãy là ở ngoài sảnh đó các bạn, mình có xem được rằng là nếu mình mà úp mát cái con này lên thì nó đưa ra đó khoảng 50k đam. Oh my god, 50k đam. Các bạn tin hả, nó ảo ma không? Rồi úp lên thử nè. Bùng. Oh. Uầy, nhìn nó lực vãi đái luôn các bạn. Nhìn nó lực kìa. Uầy. Từ. Rồi bây giờ thì cái con này là khoảng 17.000 đam các bạn à. Rồi úp lên luôn nè. Mày 17.000 đam, mày vô đây mày gặp cái con Sona của tao là mày chết rồi. Mày nè nè các bạn nhìn nè, các bạn nhìn nè. Huy, gõ mày một cái nè. Mày giỡn mặt với anh mày hả mày? Giỡn hoài các bạn. Bây giờ nếu như bây giờ các bạn nói là nó chỉ với có đúng một con Sona thôi đó các bạn, mà các bạn phải thấy là nó khủng khiếp không? Khủng vãi cả nồi luôn mấy ông ơi. Rồi và bây giờ nếu như mà mình đặt hai con Sona ra, mình đặt ba con Sona ra, đặt bốn con Sona ra thì sao nhờ? Không mấy giờ nó thành cái map hủy diệt luôn các bạn. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ up mấy cái con này nó full trước đi các bạn, rồi tính tiếp ha. Rồi mấy cái con DJ này bây giờ chắc là mình không còn ke đâu, nhưng mà nó đép cho mình cũng khá là nhiều đấy. Rồi ok, bây giờ thì nói chung là mình cứ up mắt con này lên đi. Hai con Sunset Camera mình đã up mắt luôn rồi nha mấy ông ơi. Rồi ok, đã up mắt hết cả hai con rồi nè. Rồi đập đi, đập đi, đập đi. Mày, uầy. Mà tôi công nhận nha các bạn, kiểu như cái game này các bạn, nó làm ra mấy cái con unit rất rất đẹp thật sự. Công nhận với các bạn rằng là cái game này nó làm ra mấy cái con unit mà tôi phải nói rằng là siêu xịn luôn các bạn. Thứ nhất là nó mượt, các bạn thấy không? Những cái animation nè, những cái con unit các bạn thấy nó rất là lực, mà động chí nó mạnh vãi trưởng luôn các bạn. Vì thế mà tôi nghĩ đây là một cái tựa game nó có thể sánh ngang với lại Toilet Tower Defense luôn đó mấy ông ơi. Ui, nhưng mà thật sự ra là nếu mà nói mà không tin á thì theo như tôi đánh giá và quan điểm của tôi thôi, trải nghiệm của tôi về game này thì tôi nghĩ đây sẽ là một cái tựa game mà nó có thể nổi trong tương lai, bởi vì admin làm rất chỉnh chu. Chỉnh chu về mọi mặt luôn các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ thì mình ui. Ua, tính ra là nãy giờ mình ngồi mình nói la toa liên thuyền cái rồi. Nó mát hết luôn rồi các bạn ơi. Oh my god. Rồi bây giờ thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ up cái con này lên mát ha. Rồi. Boom. Uầy. Tính ra là nó chưa mát luôn các bạn ơi. 15.000 và hiện tại thì đam của nó đã rơi vào khoảng cái gì? 20k đam. Và khi mà up lên nó sẽ ít 2 đam lên. Ui, sao tôi thấy nó cứ mà mẹ nó ảo ảo cái kiểu gì nhờ? Tôi thấy nó ảo ảo kiểu gì vậy mày? Ôi ôi. Bây giờ thì ông ấy đặt thêm con ở đây nữa, cái làm chùm luôn. Ôi đặt đây. Ua. Đặt sát sát vào được luôn nè. Bà nó ảo thiệt chứ các bạn. Trời đất ơi. Vậy các bạn thấy không, khi mà các bạn có cái chữ sniper này các bạn, thì nó sẽ, cái tầm đánh nó sẽ tăng rất là nhiều luôn các bạn. Đó, đây là một cái lợi thế mà nó được gọi là stress tray hay stress, thì tôi không biết cách đọc sao, tôi không nhớ được các bạn. Nhưng mà nó có tên là TRAIT. Ồ, đó. Rồi con này là 15k. Up mat lên. Oh my god. What the fuck. Trời ơi. Chết đâu fuck. Nó đánh full map luôn. Bà bị ảo thật các bạn ơi. Vãi cả bíp được chứ. Rồi, và không biết là cái con này nó có cưng được cái chế độ insane hay không thì chúng ta cứ biết sao ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt thêm một cái đặt thêm một con ở đây nè. Đó, xét đây. Bạn chỉ có thể đặt được hai Sona Titan. Trời ơi, cái game này nó khôn ghê các bạn. Nó kêu là bạn chỉ có thể đặt được hai Sona Titan thôi. Tính ra là nó chỉ cho mình đặt hai con thôi, không mấy giờ mình chơi thử coi mình dùng đúng hai con này mình hả, mình leo chế độ insane coi hả nó có lên nổi không, nhưng mình nghĩ nó không nổi đâu các bạn ơi. Mình phải kết hợp thêm một con gì đó đó các bạn ơi, tại vì á khi mà những cái con toilet đó các bạn nó càng khỏe đó, nó càng ngày nó càng mạnh đi á các bạn, thì các bạn sẽ rất là khó để các bạn có thể đép ha. Tại vì mình nhớ không nhầm là khi mà càng lên cao cỡ quay 30-40 á, mấy con toilet nữa nó lên có khoảng 1.000.000 máu các bạn. Đây hiện tại mấy con này biết có tầm 180.000 máu thôi, thì mấy con này đép vẫn dễ ha. Nhưng mà đã lúc nó lên 1.000.000 máu rồi các bạn, rất là khó đép luôn các bạn. Ồ. Đấy. Rồi ok, thì bây giờ là mình cứ hả, mình cứ xài thử đi. Đó, đó. Rồi. Bây giờ thì hai con này của mình đã mát rồi. Và mình có thêm một cái con Clock Titan này.
thì chắc là bây giờ mình sẽ xây ra để mình hỗ trợ cho con Sonor Titan thôi các bạn ơi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn mình review luôn cả con này, mình đánh giá, mình trải nghiệm, mình test cho các bạn xem coi con này nó có thể đi được chế độ Insane hay không á, Insane á, thì mình sẽ làm cho các bạn coi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ xây ra mình test thử coi ha. Ui, con này cầm kiếm trong lực ác các bạn. Oh my god, lực vãi trưởng luôn. Rồi up lên nào. Ui gì đây? Con này tuyệt chiêu hả? Đồ! Tính ra là ngon đó. Rồi, chắc là bữa nào mình sẽ làm một cái video mình review cái con này cho các bạn xem ha. Rồi ok luôn, quá là ngon luôn. Cái này là cái gì đây? Chiêu gì đây? Làm gì? Ủa các bạn ơi, cái đó nó làm cái gì vậy các bạn? Nó có tăng tầm đánh hay cái gì không mà sao cái con quỷ này nó đứng yên rồi? Không rõ nữa các bạn ơi. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta cứ để xem nó như thế nào nha. Ok luôn. Các bạn ơi, các bạn mà có biết cái cục này á nó có kỹ năng gì thì đừng quên bình luận với bên dưới nha, chứ thực sự là tôi ngu vãi bíp luôn. Rồi, Tracking Mod, Stun Mod thì nó sẽ chuyển sang ở hai chế độ, một là chế độ làm choáng và hai là chế độ đánh giống vậy nè các bạn. Ôi, hôm mấy giờ bấm cái này thì nó sẽ chuyển sang một cái chế độ làm choáng, người ta đâu để xem coi nó có choáng mấy con unit hay không. Ok, để xem nha. Có không ta? Nếu mà mình đổi thì nó sẽ chuyển sang hai chế độ mà đúng không? Rồi để coi coi có choáng không vậy? Cái làm choáng các bạn ơi, cái làm choáng thôi, nhưng mà chắc là mình nghĩ là mình lên lấy đam các bạn à. Ừ, mình lên lấy đam đi. Chứ ở làm choáng nó cũng hơi khó khăn đấy. Bắt đầu khó rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xây thêm một con ở đây nha. Đó, rồi up lên nè. Rồi ok. Quá xá là ngon luôn nha. Rồi let's go. Thì bây giờ là không biết là liệu mấy con này nó có thể đép được chế độ Insane hay không, thì chúng ta xem tiếp ha các bạn ơi. Ê mấy ông ơi, hồi nãy là tôi nhớ tôi có một con Sonor ở đây mà sao? Sao mới hết unit rồi? Ma bị ảo thật đây. Mới hết unit rồi. What the fuck? Trời ơi cái gì cái... cái này là lần đầu tiên mình trải nghiệm luôn các bạn. Mình mới hết unit rồi. Mình sao ảo vậy? Các bạn nào biết lý do không cho mình xin lý do với. Tôi thấy nó ảo ma lắm luôn mấy ông ơi. Còn có mấy con tàng hình nữa nè đúng không? Ui, tự nhiên bụm cái mất hết sạch unit luôn. Tốn một mớ tiền luôn. Và lờ thiệt. Trời ơi, hay là nó có một cái con nào đó, nó có khả năng là nó hả? Nó phá hủy unit vậy ta? Không biết đâu các bạn ơi, nhưng mà tự nhiên tôi mất hết unit luôn các bạn. Over lờ thiệt. Bắt đầu tôi hoang mang rồi đó các bạn ơi. Bắt đầu tôi rất là tôi hơi bị hoang mang rồi đó. Rồi bắt đầu là game nó khó hơn rồi đó các bạn ơi. Ui, tự nhiên bụng cái mất sạch unit, không còn con nào luôn chứ. Trời đất ơi. Chắc là tôi sẽ rút kinh nghiệm là ở chế độ Insane lần sau là tôi sẽ xây dựng cái con này nó xa xa chút, giống như cái con quỷ lốc rồi nè các bạn. Đó, nó sẽ không là mất unit ha. Chứ hồi nãy tự nhiên bụng cái mất sạch unit luôn chứ. Phải cái trưởng này. Rồi ok, thì bây giờ là để mình, tại mình đã đi được tới quay 44 rồi các bạn. Và mấy con quái này nó tận gần 1 triệu máu. Ui, gần 1 triệu máu cũng hơi căng á mấy ông ơi. Rồi ok ha, bây giờ thì chắc là xây thêm một con. Nó chỉ đặt được có 3 con thôi các bạn. Thì các bạn lưu ý rằng là Sonor và Lock á, nó chỉ đặt được Lock là 3 con. Sonor thì chỉ đặt được tối đa 2 con. Tại vì các bạn biết sao không, nó sẽ giảm sức mạnh lại. Nếu mà các bạn quá mạnh rồi nó sẽ giảm lại ha. Và mất luôn cái con farm tiền luôn, vãi cái đái thì chứ. Trời ơi game kìa. Và là thiệt. Rồi bây giờ tôi sẽ xây những cái con bazooka này ra để tôi có thể phụ đam ha. Nói chung là mình cứ phụ đam được nhiêu mình phụ thôi các bạn, không vấn đề gì hết các bạn ơi. Tại vì mình đang là dư tiền quá mà. Đó, phụ đam thôi. Ui, mà tính ra là nó bắn cũng mạnh phết các bạn ơi. Mấy con clock này nó chỉ rơi vào khoảng 7.000 đam. Thì nó rơi 35.000 đam trong một giây. Nó không bằng Sonor. Không, nó hơn cái Sonor luôn các bạn. Sonor Titan luôn á. Nhưng mà nếu mà Sonor Titan thì đam nó khá là to đấy các bạn. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi tuyệt chiêu của clock thôi. Let's go. Rồi, tụi bay chuẩn bị hả, đi đời hết đây. Quay 47 rồi. Quá đã luôn các bạn ơi. Mà tính ra tôi thấy là đi chế độ Insane trong đây nó lẹ hơn bên Toiletto Defend đấy các bạn à. Nãy cái game này nó nhìn nó mượt vãi trưởng luôn các bạn. Ok. Bây giờ thì những cái con quái của chúng ta là gần 1 triệu, 3 triệu gì đó. Mình không rõ nữa các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta để xem là nguyên cái đội hình này của mình thì nó có đép được cỡ bao nhiêu lâu nè các bạn. Có thể lên được 50 không? Mà không biết là có cái tình trạng mà nó phá hủy unit hay không nữa các bạn. Chứ hôm bữa tôi nhớ ông làm là hôm bữa nó hồi nãy là tôi đang đi đi cái tự nhiên nó phá hủy unit cái tôi vậy. Ủa gì vậy?
Tự nhiên tôi thấy tôi cả đóng unit luôn, cái tôi nó bùng 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 cái mất hết unit luôn, ảo ma Canada thiệt sự luôn. Rồi đó rồi. Rồi mà ông anh em nào muốn mình trải nghiệm bất kỳ một cái đội hình nào nữa thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng mà lấy con đó về cho các bạn, mình review, mình trải nghiệm cho các bạn coi ha. Rồi ok luôn. Let's go. Go lên đây boy. Rồi 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 rồi, làm sao mà đỡ được với đội hình này của tôi nha. Khó làm, khó làm. Ritimo toilet. Rồi cút 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 hết cút hết cút hết cút hết cút hết. Rồi 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 rồi. Quá ngon luôn các bạn ơi. Mấy con này nó bắt đầu khoảng 1.800.000 máu luôn, 1.800.000 máu mà đi tới đây là mất nửa cây máu rồi, cái đội hình của tôi hả? Quá bá đạo. À, quay 49 rồi và trong vòng 16 phút thì mình đã đi được tới quay 49. Quay 50 thì không biết là nó có mạnh thật sự hay không thì chúng ta để xem thử ha. Mấy con này thì nó vẫn hơi là yếu các bạn, mà mình dư 130.000 tỷ luôn. Ừ, vải đái thiệt nhiều, vải trưởng luôn. Rồi, xây thêm những cái con bazooka này nữa ở đây đi để cho nó đẹp nè các bạn ơi. Xây ở đây nè. Ừ, chết rồi. Trời ơi, lâu lâu chơi game ngáo quá, bấm máy lộn quay anh em ơi. Rồi, ok. Tuyệt chiêu của Lockman Titan. Let's go. Rồi và hiện tại thì mình đã được tới quay 50. Và mấy cái con toilet này bắt đầu là nó càng ngày nó càng trâu hơn rồi đấy các bạn. Ui 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 ui. Bot ra. Ủa ra chưa có bot các bạn ơi, chưa có bot. Con bot mình cần. Bot ơi ra đây, anh sẽ đưa em vào giường, anh thịt em luôn. À bot ơi. Mấy con quỷ này các bạn. Ê con này con bot đúng không nhờ? Ủa sao nó chết rồi? Vậy là thiệt. Con bot mà nó chết sớm vậy. Chả biết nó phải bot hay không nữa các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cứ biết là như vậy ha. Và đây là lần đầu tiên mà mình giành chiến thắng trong chế độ Insane. Từ lúc mà mình qua cái game này mình chơi tới bây giờ luôn các bạn. Phải nói rằng là Quá đã. Rồi. Và bây giờ thì để mình xem thử xem là con boss nó có xuất hiện hay không ha, hay là nó sợ mình rồi, nó núp trong này nè, nó không chịu ra nè, đó đó. Ê ê ê. Ủa tính ra là nó núp, nó sợ mình quá, cái nó núp của nó núp ở trong chổng xong hả, nó không ra luôn các bạn. Vai đai thì vai cái chữ này chứ các bạn ơi. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ thì đây là lần đầu tiên mình chiến thắng chế độ Insane trong CKBD Toilet nha. Và nếu các bạn nào mà hết video này thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía bên dưới cho mình một cái nha. Và các bạn cũng đừng quên là nếu các bạn muốn mình làm bất kỳ một cái đội hình nào, bình luận và bình luận cho mình nha. Còn bây giờ thì trước khi kết thúc video này thì đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên là nhấn đăng ký vì nó miễn phí nha. Bye bye.